Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn các bạn cách bảo quản sâm tươi để làm sao chúng ta có thể sử dụng được trong thời gian dài. Vâng các bạn ạ, Kiều Anh đã chia sẻ rất kỹ về công dụng của sâm tươi trong các video trước rồi đúng không? Nhân sâm thì được xem như là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm đối với người sử dụng. Không chỉ có công dụng là hỗ trợ tăng cường, bồi bổ sức khỏe, sâm tươi còn được biết đến là một trong những loại dược liệu ngăn chặn được một số căn bệnh, đồng thời là còn hỗ trợ điều trị được nhiều căn bệnh nguy hiểm cơ. Và bên cạnh đó thì nhân sâm còn được biết đến là một trong những loại thần dược giúp cho chị em phụ nữ có được làn da đẹp hoàn hảo, hồng hào, sáng mịn, cũng như là làm giảm tình trạng mụn ở trên da của chúng ta. Vâng, và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì nhân sâm đang dần trở thành một trong những sản phẩm được rất nhiều người sử dụng. Và nhân sâm tươi tại Hàn Quốc thì được ưa chuộng hơn cả bởi chúng được trồng ở trong khí hậu mát mẻ, điều kiện thuận lợi. Thế nên đã tạo ra những củ sâm vô cùng bổ dưỡng cũng như là có nhiều dưỡng chất quan trọng. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mua được những củ sâm tươi tại Hàn Quốc về thì chúng ta luôn băn khoăn rằng là phải làm sao để bảo quản được sâm này trong thời gian dài để không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như là dinh dưỡng của nó. Và ngay bây giờ, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn cách bảo quản sâm để làm sao được sử dụng trong thời gian dài. Vâng, như các bạn có thể thấy thì bên cạnh Kiều Anh đang là hộp sản phẩm sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Và trên tay Kiều Anh đây thì đang là một củ sâm có hình dáng, có vẻ bề ngoài vô cùng mập mạp. Đồng thời là có chất lượng khá là tốt ngay từ khi mà chúng ta nhìn từ vẻ bề ngoài. Củ sâm này thì không hề có những vết nứt, vết sâu. Và thậm chí là chúng ta còn nhìn ngay cả những cuống của nó vẫn còn rất tươi. Và điều này thì chứng tỏ rằng những củ sâm được bán tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì được vận chuyển ngay lập tức từ Hàn Quốc về Việt Nam và được bảo quản ở trong môi trường nhiệt độ vô cùng tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách bảo quản sâm tươi như thế nào nhé. Bước đầu tiên đó chính là các bạn hãy bỏ những củ sâm này ra khỏi hộp. Sau đó chúng ta rửa dưới vòi nước một cách nhẹ nhàng. Với việc rửa dưới vòi nước này thì chúng ta sẽ làm trôi hết các bùn đất dính ở trên củ sâm. Và bước thứ hai các bạn hãy nhớ rằng đó chính là chúng ta cần một chiếc bàn chải nhẹ nhàng, bàn chải nhỏ để chải nhẹ nhàng phần thân của sâm. Các bạn hãy nhớ nhé là chúng ta chải nhẹ nhàng thôi để đảm bảo rằng là củ sâm này không bị xước đến bên trong cũng như là chúng không bị ảnh hưởng đến chất bên trong. Và với việc chúng ta chải nhẹ nhàng này thì sẽ làm sạch được bùn đất ở dính ở trên thân sâm. Bước thứ ba đó chính là sau khi bạn đã dùng bàn chải chà sát nhẹ nhàng trên thân củ sâm này rồi thì hãy rửa tiếp một lần nữa qua vòi nước được xả nhẹ nhàng để đảm bảo rằng củ sâm này đã được làm sạch hoàn toàn. Vâng, như vậy là chúng ta đã trải qua xong bước xử lý sơ chế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào việc là bảo quản sâm sao cho đúng cách nhé. Đối với các bạn mà chúng ta muốn sử dụng sâm trong vòng 2 tháng, muốn chế biến theo nhiều cách khác nhau thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta bỏ sâm ra khỏi lớp rêu ở trong phần hộp này. Sau đó chúng ta sẽ đựng vào một hộp có những lỗ thông thoáng và chúng ta sẽ bảo quản ở trong tủ lạnh, ở trong môi trường nhiệt độ mát. Hoặc là nếu như các bạn muốn sử dụng sâm trong vòng 1 tuần thì sau khi rửa sạch thì các bạn có thể là để nguyên sâm ở trong rêu như thế này. Hoặc là các bạn khi mà các bạn dùng đến đâu thì các bạn mới sơ chế sạch đến đó để đảm bảo rằng là chúng ta sử dụng trong 1 tuần này thì sâm vẫn sẽ bảo toàn được toàn bộ chất dinh dưỡng. Vâng, vậy là như vậy là chúng ta có được 2 cách để bảo quản sâm trong thời gian 2 tháng và 1 tuần. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cách sơ chế cũng như là chế biến sâm đối với từng món khác nhau. Với những khách hàng mà chúng ta muốn chế biến sâm thành nhiều món để bồi bổ sức khỏe cho người thân trong gia đình, cũng tương ứng với cách đó chính là bạn sử dụng sâm trong vòng 2 tháng thì hãy nhớ cho Kiều Anh nhé. Đối với khách hàng, đối với những người mà chúng ta muốn dùng sâm để hầm với gà thì chúng ta hãy cắt phần rễ này ra, dùng kéo cắt nhẹ nhàng phần rễ, sau đó thái sâm. Chúng ta có thể là để nguyên củ hoặc là chúng ta thái sâm thành từng lát mỏng. Với việc cắt sâm như này thì chúng ta sẽ đảm bảo rằng là các hợp chất ở trong rễ sâm sẽ được sử dụng hoàn toàn hết. Thứ hai, nếu như các bạn muốn sử dụng sâm để ngâm mật ong hay là ngâm rượu thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đó chính là chúng ta hãy để sâm cà củ. Chúng ta có thể để sâm cà củ như này và để nguyên rễ để đảm bảo rằng là chúng ta có một bình rượu mật ong, một bình mật ong sâm được đẹp mắt và chất lượng cao. Hoặc là các bạn cũng có thể là thái lát mỏng ra rồi sau đó ngâm với rượu hoặc là mật ong.
Với việc thái lát mỏng này thì khiến cho sâm là được tiết ra các chất dinh dưỡng nhanh hơn. Đồng thời là chúng ta sẽ được sử dụng sâm ngâm rượu hoặc là mật ong nhanh hơn. Tuy nhiên thì Kiều Anh vẫn khuyên rằng các bạn có thể là sử dụng ngâm cà củ để đảm bảo rằng các dưỡng chất này tiết ra từ từ và chúng ta sẽ sử dụng được trong thời gian dài. Và cuối cùng, đó chính là nếu như các bạn muốn sử dụng sâm để chế biến thành món ăn thì hãy nhớ là chúng ta thái theo lát dọc thật mỏng để đảm bảo rằng trong quá trình chế biến các dưỡng chất tốt trong sâm đã tiết ra hết rồi. Đó chính là chúng ta hãy thái theo chiều dọc như thế này. Thì với việc thái như thế thì hoặc là chúng ta thái chéo thì sẽ vừa khiến sâm tiết ra được nhiều dưỡng chất tốt hơn, vừa khiến cho củ sâm này vẫn đảm bảo được hoàn toàn chất dinh dưỡng. Và các bạn hãy nhớ thêm một điều, một lưu ý nữa cho Kiều Anh, đó chính là nếu như các bạn chỉ sử dụng một củ sâm trong hộp này thôi thì chúng ta cũng vẫn phải cắt tỉa phần rễ rồi sau đó cho vào hộp để bảo quản ở trong nhiệt độ cũng như là ở trong tủ lạnh ở nhiệt độ mát để sâm chúng ta được sử dụng trong thời gian dài. Vâng, hẳn rằng là với những thông tin Kiều Anh chia sẻ vừa rồi cũng như là cách bảo quản sâm sao cho đúng thì các bạn đã nắm rõ được rồi đúng không ạ? Và các bạn hãy nhớ nhé là khi chúng ta mua sâm về thì chúng ta hãy lập tức chế biến cũng như là bảo quản tùy theo thời gian và phương pháp mình sử dụng như Kiều Anh vừa chia sẻ trên đây để đảm bảo rằng chúng ta tận dụng được hết những dưỡng chất mà những củ sâm tươi đến từ Hàn Quốc mang lại. Và quan trọng hơn đó chính là để mua được những củ sâm tươi chất lượng và hoàn hảo như thế này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.